Kính thưa các cụ cùng toàn thể anh em con cháu thân nhân của các cụ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lâm Thanh, sáng nay Hội người cao tuổi xã Lâm Thanh long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên xã Lâm Thanh năm 2019. Thay mặt cho những người làm chương trình, nhân dịp đầu xuân mới, cho phép tôi xin được lòng nhiệt gửi tới toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, chúc năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ cùng toàn thể anh em con cháu thân nhân của các gia đình các cụ trong buổi sáng ngày hôm nay, để mừng thọ cũng như chúc mừng trong buổi lễ ngày hôm nay, ban văn hóa đoàn thanh niên long trọng tổ chức chương trình văn nghệ để chúc mừng các cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình văn nghệ là bài hát của Thương Quá Việt Nam. Xin mời. Oh.
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí trưởng ban ngành đoàn thể,
các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các cụ trong ban chấp hành hội người cao tuổi xã và các cụ được mừng thọ hôm nay cùng toàn thể con cháu về dự đông đủ đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tổ chức xin chào giới thiệu và kính mời ông Đặng Giang Linh, chủ tịch hội người cao tuổi xã lên đọc diễn văn mừng thọ các cụ tuổi cao niên năm 2019. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các bác về dự lễ mừng thọ. Kính thưa các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí là trưởng các ban ngành, đoàn hội trong xã, các đồng chí bí thư thôn trưởng và cụ Nguyễn Quang Luận, nguyên phó chủ tịch hội người cao tuổi xã. Kính thưa các bác, các anh, các chị và các cháu là thân nhân của các cụ cùng về dự lễ mừng thọ chúc thọ hôm nay. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng ủy, hôm nay ủy ban nhân dân xã và hội người cao tuổi long trọng tổ chức lễ mừng thọ chúc thọ cho các cụ ở độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi thay mặt cho trên 900 hội viên hội người cao tuổi xã nhà xin kính chúc các cụ, các bác, các vị đại biểu và toàn thể hội thọ an khang và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn ông chủ tịch hội người cao tuổi xã. Làm theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời ông Đặng Hải Tùng, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã lên thông qua danh sách các cụ được mừng thọ chúc thọ năm 2019. Xin trân trọng kính mời ông. Thay mặt cho hội người cao tuổi xã xin thông qua danh sách các cụ mừng thọ đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019. Sáu là cụ Bùi Tiến Dũng, tức là thôn Hải Quốc. Trước xin trân trọng kính mời ông Đặng Ngọc Dương đại diện cho các con, các cháu của các cụ mừng thọ hôm nay lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các vị đại biểu, đại diện các vị đảng, chính quyền, hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể xã nhà, thưa toàn thể các gia đình có mặt trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, tôn kính cha mẹ, giữ tròn đạo hiếu là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Truyền thống ấy như một dòng chảy ân tình từ ngàn xưa đến hôm nay và cho mãi mãi mai sau. Bởi đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cúc dục ân thân đông hại đảng, sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao, ơn dưỡng dục sâu tự biển đông, nghĩa sinh thành cao hơn núi thái. Cha mẹ là nguồn sống, là điểm tựa của con cháu, cảm thấu chín chữ cù lao, làm con làm cháu ai cũng mong muốn cha mẹ ông bà mình sống lâu sống thọ và thật hạnh phúc biết bao. Với các gia đình chúng ta ở đây, thân phụ thân mẫu hay song thân còn tại đường đều đã đến, đã qua cái tuổi xưa nay hiếm. Phúc ấm gia thanh, thiên ân thọ, tử tôn kính chúc bách niên xuân. Nhà có phúc thì trời ban cho tuổi thọ, con cháu chúc bố mẹ, ông bà trăm mùa xuân. Thay mặt các gia đình có thân phụ, thân mẫu hay song thân được mừng thọ ngày hôm nay, xin được gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các vị đảng, chính quyền và hội người cao tuổi xã nhà. Xin được kính chúc các cụ tứ thời xuân tại thủ, ngũ phúc thọ vi tiên. Chúc các gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông đã có lời phát biểu cảm tưởng. Làm theo chương trình, ban tổ chức xin trọng kính mời đồng chí Bùi Hữu Trương, chủ tịch ủy ban nhân xã lên phát biểu ý kiến về hội đó. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các anh, các chị, các cháu là thân nhân của các cụ. Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, hôm nay ủy ban nhân xã, ban chấp hành hội người cao tuổi xã Lâm Thanh long trọng tổ chức lễ mừng thọ và chúc thọ cho 82 cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi. Đây là truyền thống, là nét đẹp của dân tộc Việt Nam với đạo lý
uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây, tri ân đối với người cao tuổi. Cũng trong buổi lễ mừng thọ chúc thọ này, kính mong các quý vị đại biểu, các vị đại diện cho các dòng họ, các con cháu của các cụ hãy tích cực hưởng ứng phong trào chăm sóc người cao tuổi một cách nhiệt tình và đầy trách nhiệm để phong trào này trong những năm tiếp theo thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân xã về dự chỉ đạo lễ mừng thọ có bài phát biểu. Trao giấy thọ cho các cụ cao niên, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thế Sinh, bí thư đảng ủy lên sân khấu trao giấy chúc thọ cho các cụ. Mẹ cha bao nhiêu thương kính
chồng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con hôm nay vui về gia đình đoàn viên trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời con về mừng thọ mẹ cha công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa hôm nay con về ô mẹ cha dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người bao nhiêu lời chúc lành tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con hôm nay vui về gia đình đoàn viên trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời nguyện cầu mẹ cha sống bình an
Vâng, trong khi trở lại vào chương trình chính thức thì xin được thưa quý vị một sáng tác bé được mang tên Ở Hai Đầu Tôi Nhớ Sự Hiện Của Mẹ. Sẽ có ca khúc gửi tới tất cả quý vị sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Ngày sinh nhật mừng thọ ông bà thì con xin gửi tới ông bà và toàn thể các cô dì chú bác anh chị em bằng một bài hát với tên là Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy ạ. Lòng phụng về đây xung vầy, phát lòng
tới mọi người một bài nữa là bài Hãy Hát Lên. Rất tuyệt vời, rất là sôi động của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt được mang tên Hãy Hát Lên. Thưa tất cả quý vị, với ca khúc đầu tiên, một ca khúc mang tên Ngày Xuân Long Vũ Xuân Về, được hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả sĩ diện quý giá ngàn vàng của tất cả quý vị cùng trở về để chúc mừng thượng thọ cho hai cô của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi chương trình của chúng ta chính thức được bắt đầu, xin kính mời quý vị sẽ cùng đến với nữ ca sĩ Tố Uyên, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Tôi xin gửi tới toàn thể các cụ, của ông, cụ bà, cô dì chú bác và các bạn trẻ một nhạc phẩm được mang tên Điệu Ví Sọng Là Em. Rồi một chiều chợt nhớ bên bài thôi.
hơn đến nhạc sĩ Bố Uyên. Thưa thầy quý vị, và giờ đây đã đến giờ gia đình chúng tôi tổ chức đại lễ mừng thượng thọ cho hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả anh em con cháu của gia đình cũng như của hai cụ, và chúng ta sẽ đưa hai cụ trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Vị đại biểu khách quý, đại diện cho chính quyền địa phương xã Nam Thanh, đại diện cho hội người cao tuổi xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị cùng với bà con hàng xóm láng giềng, thưa hai cụ cùng các con, các cháu của hai cụ rất trân trọng và kính mến. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi, những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Dung cùng anh em ban nhạc và biên tập viên Tuấn Hùng, xin được thay lời cảm ơn của hai cụ, thay lời cảm ơn của các con, các cháu của hai cụ và đại gia đình của hai cụ, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý giá ngàn vàng của quý vị đại biểu khách quý, quý vị và các bạn đã đến mừng đại lễ thượng thọ của cụ ông Bùi Tiến Dụng và cụ bà Đinh Thị Mát ngày hôm nay. Những dịp đầu xuân năm mới, xuân Kỷ Hợi năm 2019, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý khách và gia đình với một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc các cụ già được sống lâu, sống thọ cùng các con, các cháu sang năm đại đón Tết sang. Hôm nay, được sự đồng ý, nhất trí của chính quyền địa phương, đại diện cho địa phương xã Nam Thanh cũng như hội người cao tuổi xã Nam Thanh cùng các con cháu của hai cụ ông Bùi Tiến Dụng năm nay 90 tuổi và cụ bà Đinh Thị Mát năm nay 87 mùa xuân, và gia đình chúng tôi long trọng tổ chức mừng lễ thượng thọ cho hai cụ ngày hôm nay, được cho đón, được đón nhận, đón chào, đón mời những tình cảm quý giá ngàn vàng của tất cả quý vị đã trở về đây để chúc thọ, chúc tuổi xuân mới cho hai cụ Bùi Tiến Dụng và cụ Đinh Thị Mát. Giờ đây, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị và một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất của quý vị, để chúng tôi trịnh trọng tuyên bố khai mạc lễ mừng thượng thọ cho hai cụ ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Cho nghi thức trang trọng nhất trong mừng đại lễ thượng thọ của hai cụ ông và cụ bà hiện diện trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và với chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với nữ ca sĩ Tố
Uyên sẽ có một bản thánh ca để gửi tới tất cả quý vị với một sáng tác của Francisco Thành Tâm, ca khúc mang tên Cầu Cho Cha Mẹ, để thay lời các con các cháu trong gia đình cùng với tất cả những người thực hiện chương trình chúng tôi gửi tới hai cụ, để chúc cho hai cụ sống lâu muôn tuổi và sống trong tình yêu bao la của Thiên Chúa, cùng với tất cả tình yêu thương của con cháu dành cho hai cụ, lòng biết ơn hiếu thảo của các con các cháu và tình làng nghĩa xóm. Xin chào trọng kính mời. Xin được chân thành cảm ơn nữ ca sĩ Tố Uyên rất nhiều. Và sau đây xin kính mời quý vị sẽ cùng đến với nữ ca sĩ Thu Hương, cũng sẽ có một số ca khúc về tình cha, tình mẹ để gửi tới tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Những người mà sáng tác bé được mang tên Mừng Tuổi Mẹ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mẹ tôi già thêm một tuổi,
diễn của nữ ca sĩ Thu Hương đã gửi tới tất cả quý vị. Đó cũng là những nỗi lòng, những tâm tư tình cảm của những người con, người cháu gửi tới hai cụ, ông bà và cha mẹ của tất cả quý vị ở gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Thưa thật đến quý vị, giờ đây chúng tôi và gia đình được đón nhận, đón chào, được đón nhận rất nhiều những tình cảm quý giá ngàn vàng của tất cả quý vị đại biểu khách quý, quý cụ ông, quý cụ bà con hàng xóm láng giềng và toàn thể anh em con cháu trong gia đình. Thông gia, liên gia của gia đình chúng tôi đã trở về để chúc mừng thượng thọ cho hai cụ Bùi Tiến Thụ và cụ Đinh Thị Mát của chúng tôi ngày hôm nay. Giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị sẽ đại diện cho con cháu của gia đình sẽ lên sân khấu để có đôi lời phát biểu để chúc mừng thọ hai bố mẹ, hai ông bà cũng như là cảm ơn tới tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách, lời đầu tiên con xin phép được đại diện cho gia đình con cháu chắc trong gia đình xin được gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cha mẹ, hôm nay chúng con vui mừng vì được cha mẹ vẫn luôn được bình an, tinh thần minh mẫn. Chúng con hạnh phúc vì được sum họp về đây dưới mái ấm gia đình, được quây quần bên nhau trong tình yêu thương và đoàn kết. Cùng dâng lên cha mẹ với tất cả tấm lòng kính yêu và tri ân vô hạn. Nhân dịp ngày mừng thọ cha tuổi 90 và mẹ tuổi 87, cho phép chúng con được khơi gợi lại những nỗi niềm hạnh phúc buồn vui trong cuộc đời cha mẹ đấng sinh thành cao quý. Kính thưa mẹ hiền, cha yêu, kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ và tấm lòng của người cha. Công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không sao kể xiết. Dù con đếm được cát sao nhưng không đếm được tấm lòng mẹ cha. Dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Cha mẹ cho con niềm tin về để đứng bước vào đời. Dù với muôn ngàn gian khó, cha mẹ luôn cho con tình cảm nồng ấm, che chở con trên vạn nẻo thời gian. Cha mẹ có thể đi sớm về khuya, dãi nắng dầm mưa, tần tảo suốt tháng quanh năm. Không có khổ đau nào mà cha mẹ không từng trải, không có gian khó nào mà cha mẹ chẳng đến con. Sự hy sinh thầm nặng cao cả, tình yêu thương vô bờ bến, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Chúng con tự hào vì cha mẹ là những người lao động chân chính, tần tảo một nắng hai sương để nuôi chúng con từ hạt gạo, củ khoai, chân chất. Chúng con được hưởng những bữa cơm đầm ấm, thấm đậm ân tình ấy, nên tất cả đều đã thành người, chăm chỉ làm việc, lao động lương thiện để thành công. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi những lúc chúng con làm cha mẹ buồn lòng. Lẽ ra, chúng con phải sớm hôm quây quần chăm lo phụ dưỡng để cha mẹ được an vui tuổi già. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải buôn ba xứ người, chưa tròn đạo hiếu, cúi xin cha mẹ rộng lòng tha thứ. Hôm nay với tất cả tấm lòng kính yêu, con cháu chúng con tổ chức lễ mừng thọ cho cha mẹ ngoài ý nghĩa thiêng liêng là tỏ tấm lòng hiếu thảo của con cháu nội ngoại đối với ông bà cha mẹ, còn có ý nhắc nhở con cháu giữ truyền thống gia đình, kính trên nhường dưới, đoàn kết yêu thương, dùm bọc lẫn nhau khi may mắn cũng như hồi hoạn nạn, để ông bà cha mẹ chúng ta được vui lòng và hạnh phúc tuổi già.
Và đây cũng là dịp để chúng con thăm hỏi và giữ lời chúc chân tình đến tất cả ông bà, cô, chú, bác, các anh chị em, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Vì chúng con không có nhiều thời gian để đến thăm hỏi từng gia đình được. Rất mong quý vị sẽ thông cảm cho. Một lần nữa, thay mặt tất cả con cháu chắt trong gia đình, xin dâng lên cha mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cha mẹ vui khỏe, an lành và sống lâu với con cháu chúng con, để chúng con còn lại có cơ hội sum họp về đây như hôm nay. Con cũng xin đại diện cho gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã đến chung vui với gia đình chúng con trong buổi lễ mừng thọ này. Xin chúc cho quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, được quây quần bên nhau trong tình yêu thương và an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu của một vị đã đại diện cho con cháu trong gia đình đã có được lời phát biểu. Thứ nhất, để cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã hiện diện về đây, quý vị đại biểu khách quý, và chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và đưa lời phát biểu nắng lòng tâm tư của những người con, người cháu gửi tới ông bà, cha mẹ để chúc thọ mùa xuân mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tới ông bà ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin được chân thành cảm ơn. Và sau đây xin mời ban kèn đến từ giáo xứ Thanh Châu sẽ có một bản hòa tấu. Xin mời cháu thành nồng nhiệt nhất, xin kính mời. Sôi động rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa để gửi tới tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những cháu tài của tất cả quý vị. Và vừa rồi thì đại diện cho con cháu trong gia đình đã trở về để có đôi lời phát biểu để chúc thọ tới ông bà, cha mẹ. Và dưới đây xin được kính mời tất cả các con, các cháu của hai cụ. Xin mời tất cả các chú, các bác, các anh, các chị cùng các cháu sẽ lần lượt lên sân khấu để dâng hoa tặng lên hai cụ để chúc mừng thọ cho hai cụ ngày hôm nay. Xin được kính mời tất cả anh em con cháu, các con các cháu của hai cụ sẽ trở về để lần lượt bước lên sân khấu để tặng hoa cho hai cụ. Xin được trân trọng kính mời.
của cụ sẽ lần lượt về sân khấu để tặng hoa tới hai cụ, hai ông cũng như là cha mẹ của quý vị ngày hôm nay. Và các cụ đã chuẩn bị những món quà rất là ngọt ngào, rất là yêu thương, những tình cảm của các cụ. Xin mời một bạn nữ sẽ trở về để chuyển hoa giúp cho gia đình. Các con cháu bên nữ sẽ nhận hoa giúp cho các cụ. Vâng ạ, xin mời đại diện thông gia với ông bà ký sẽ trở về để tặng hoa. Xin được trân trọng kính mời đại diện thông gia với ông bà ký, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà ký, xin mời đại diện. Sau đó là xin mời bác Viết, đại diện gia đình thông gia với anh Linh, xin được trân trọng kính mời với ông bà ký. Và sau đó là bác Viết sẽ đại diện thông gia với gia đình anh Linh. Bác Tuyến, đại diện thông gia quan hệ với anh Tịnh, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả quý vị chúng tôi vừa mới xứng tên đấy ạ. Vâng ạ, xin được đón nhận tất cả những bó hoa tươi thắm của tất cả quý vị. Xin mời ông yêu thông gia với ông hồn họa, xin được trân trọng kính mời ạ. Quý vị thông gia cùng với các bạn ngành đoàn thể xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời tất cả các con các cháu của cô ạ sẽ lần lượt lên sân khấu để tặng hoa cụ, xin được trân trọng kính mời. Các con cháu của cụ sẽ lần lượt lên sân khấu để tặng hoa cho cụ. Và cụ đã chuẩn bị, hai cụ đã chuẩn bị những món quà rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời ngọt ngào để chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc từ phía cháu Bích Diệp. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Bích Diệp sẽ trở về sân khấu để cũng như tặng hoa và tặng tất cả quý vị với ca khúc của mình ngày hôm nay. Vâng ạ, và Bích Diệp của chúng ta có ở đây không ạ? Chúng tôi vừa đón nhận món quà âm nhạc từ phía Bích Diệp, không Bích Diệp có đây không ạ? Vâng ạ, xin mời Minh Đức ạ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Minh Đức sẽ trở về sân khấu để có bom bom nhạc gửi đến quý vị. Và xin được trân trọng kính mời tất cả các con các cháu của cụ sẽ trở về sân khấu để tặng hoa cho cụ, cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ. Xin được trân trọng kính mời.
mừng cho hai cụ được thực vọng. Vân xin gửi tới hai cụ cũng như toàn thể quý vị trong sân khấu bài hát Mong Cho Cha Mẹ. Rất nhiều ca khúc cùng cho cha mẹ, và chúng tôi được đón nhận mà bó hoa tươi thắm từ đại diện gia đình ông chủ thể sẽ có bó hoa tươi thắm gửi tới hai cụ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai cụ tặng hoa chúc mừng thọ cho hai cụ trong ngày hôm nay. Giờ đây thì cụ ông từ Tiến Dũng cũng sẽ có đôi lời phát biểu để cảm ơn tới tất cả quý vị và chúc mừng về sức khỏe. Và cảm ơn các con các cháu, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông ạ. Là tất cả quý phụ quý ông bà thông cảm cho tôi vì tôi không đứng được, cho phép tôi để ngồi để có lời cảm ơn tất cả các quý cụ quý ông với bà dân bản quyến thuộc cần xa, tất cả các thông gia liên gia với tôi cũng như thông gia liên gia với các con tôi, và các vị có quan hệ với tôi cũng như quan hệ với các con tôi, và xin chân thành cảm ơn ban kim nhạc của nhà chữ Thái Châu, và xin cảm ơn hội đồng mục vụ, xin lỗi nhá, xin cảm ơn hội đồng mục vụ của giáo xứ Thái Châu, và xin cảm ơn ban kim nhạc nhà chữ Thái Châu và ban ca đoàn mẹ truyền tin của xứ Thái Châu, và xin cảm ơn tất cả các bác anh em
trong đội nhạc công của đội nhạc công và tất cả các vị âm vang ánh sáng, âm thanh ánh sáng. Tôi xin thay lời cho tất cả các con, các cháu, các chắc trong gia đình nội ngoại và bản thân tôi nói chung, nói riêng, xin chân thành cảm ơn. Xin trong quốc tiệc mừng thọ tôi hôm nay, các vị đã dành thời gian ưu ái để đến cùng với gia đình tôi để góp vui trong buổi mừng thọ tôi hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và sau buổi mừng thọ này, gia đình các con các cháu tôi có sửa bữa cơm gọi là thanh đạm để đón các cụ, các ông, các bà lưu lại để dùng với gia đình chúng tôi bữa cơm đầu xuân. Tôi xin chân thành cảm ơn. Con xin được gửi tới tất cả những chào về nồng nhiệt nhất của quý vị khán giả, gửi tới hai cụ để chúc cho hai cụ năm mới sức khỏe, sống muôn tuổi với các con các cháu, lại tiếp tục đón rất rất nhiều những mùa xuân chuẩn bị sang. Và vừa rồi thì cụ đã có đôi lời phát biểu để cảm ơn tới tất cả quý vị cùng với ban đại đoàn đến từ giáo xứ Thánh Châu cùng tất cả quý vị quan khách, đặc biệt cũng như là cảm ơn các con các cháu của cụ. Đã... Hôm nay có cái đọc cầu xuân thì chúng ta phép là để đi thưởng biểu tất cả các quý vị đã có dự buổi nhận mừng thọ hôm nay, có người được cái các vị mỗi người một cái quà cầu xuân, xin rộng phép cho tôi là để các cháu nó đi làm việc kinh quan để các cụ chứ là tôi không đi được, để các cụ thông cảm cho. Dùng nữa và sẽ dinh dấu xin Chúa thay những cuộc ăn cho gia đình chúng ta buổi ăn ngày hôm nay. Con là xin là trân trọng kính mời cụ ạ. Cảm ơn tất cả các quý vị đã có tấm lòng giá ý đến gia đình chúng tôi hôm nay, với con cháu tôi hôm nay. Thì bây giờ gia đình có sửa bữa cơm gọi là thanh đạm đầu xuân. Bây giờ chính là cô tâm rồi thì tôi xin lỗi ra để cô nhận dấu để các quý vị dùng bữa cơm nhé. Trên đấy có giờ là phép của an cho bên cha và con là thấy thằng an nghe lại cha chúng con là trên trời chúng con nhận thấy cha cả phán nước cha thì đến bây giờ thì chúng con cũng như lên trời xin cha cho chúng con hôm nay đang thực hiện này là tha thứ ông con, nhưng chúng con cũng tha thể tha thứ ông con xin chúa để con thắng trước căn dấu đương cứu mọi người khỏi đường dưới an nghe cho nên cha và con là thấy thằng an nghe bây giờ tất cả mọi người, tất cả quý vị là thằng hôm nay thì xin chúng con có những nâng cốc cho hai cụ của chúng tôi ngày hôm nay và chúc tất cả quý vị với một năm mới an khang thịnh vượng. Và quý vị sẽ đến với một ca khúc rất sôi động của nữ ca sĩ Thu Hương. Người đến quý vị sau đây xin được trân trọng giới thiệu kính mời. Bánh lang thang buồn
nước mưa xanh bao hy vọng. Dẫn nhau bước em về dù nhau qua đám tay. Dù mây đen tàn nhanh, trời lung tia nắng lung linh ấm nồng. Bao cơn mưa vụt qua, cùng người đôi ta hóa thơ phong ba bão giông. Trời là chiếc rối cho em yêu đời. Xa hết những nghi ngờ, tình yêu như hút ta. Tình cảm của cha hơi ấm, rộn ra đôi tim mừng vui. Gặp gỡ trong ngày mới, sắc say tình dấu ngập đỡ. Nắng lên qua hàng cây, gió mưa ngàn mùa. Yeah.